Xin chào các bạn đã đến với kênh cây sen đen của bên mình. Hôm nay bên mình giới thiệu các bạn một cái sản phẩm nữa của bên mình, đó là cái các bạn nhìn thấy quả gì đây ạ? Đó là chính là cái quả xạ đen các bạn nhé. Quả xạ đen đã phơi khô, đã phơi sao khô của bên mình. Đấy. Đây các bạn nhìn, đây là cái quả xạ đen của bên mình. Đấy, đây quả xạ đen này. Đây là cái túi xạ đen của bên mình các bạn nhé. Thì cái túi này quy cách của mình, bên mình đang đóng là một túi này là 1 kg. Đựng trong túi zip. Đấy, đã phơi và sao nên mùi cực kỳ thơm. Đấy. Cái quả này thì nó chất lượng hơn so với thân lá khá là nhiều. Đấy, và nó thơm, dễ uống và nó rất là tốt. Đấy. Bên mình đã đóng nó bằng cái túi zip như này. Đấy, để các bạn thấy là nó không bị bay mùi và bảo quản được lâu. Các bạn lấy thế nào, các bạn pha vào nước xong là các bạn có thể là đóng túi zip lại để bảo quản nó rất là tốt. Thì qua rất nhiều các cái video trên kênh cây sả đen bên mình thì các bạn đã biết rằng là cây sả đen là một loại dược liệu hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến u bướu, ung thư cũng như các bệnh về gan, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao. Đấy, an thần rất là tốt. Đấy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì cây sả đen thì ở Hòa Bình là có cái dược tính hỗ trợ điều trị bệnh ung thư là tốt nhất. Đấy. Trên thị trường hiện nay thì nó cũng có rất nhiều các cái tỉnh họ có thể trồng được cây sả đen như là Lào Cai, Thái Nguyên, Yên Bái, hầu như là họ đều trồng được vì cây này khá là dễ sống. Đấy. Nhưng về cái dược tính của nó để chữa bệnh thì cây sả đen Hòa Bình thì vẫn đang là số 1, và nhất là ở Hòa Bình, nói là chung Hòa Bình thôi nhưng hiện tại chỉ có ở thôn Om Làng và thôn Cao Đường ở xã Cao Dương là thổ nhưỡng ở đó là tốt nhất hiện nay, và cái sản lượng sả đen ở hai cái thôn này là nhiều nhất trong cái cả nước. Nếu các bạn có dịp về đến Cao Dương, Lương Sơn thì các bạn sẽ ghé thăm nhà mình, thì ở vùng ở đó thì cả dân cả đồi họ trồng toàn là sả đen thôi. Thì mình quay lại cái sản phẩm, đó là cái quả sả đen. Thì quả sả đen này bên mình như lúc đầu mình nói đã phơi và sao khô. Đấy. Và nó cũng có tác dụng rất là tốt, giống như là thân lá hay là cao sả đen hay là trà sả đen như bên mình đã giới thiệu. Đấy. Quả sả đen thì nó là đến tầm khoảng tháng 10, tháng 11 đấy, thì bắt đầu nó cho quả chín. Và những quả này là quả chín nhé, không phải quả xanh nhé các bạn nhé. Quả này là quả chín mà bên mình thu hái và cho nó phơi sao khô. Đấy, thì nó có cái nó rất là tốt. Đấy. Thì những quả này thì các bạn có thể là về các bạn có thể ươm thành tách nó ra, và các bạn có thể là ươm thành cây giống cũng được. Đấy, bên mình cũng sử dụng cái quả này để cho nó tách hạt ra để làm giống, để ươm giống. Đấy. Thế thì cách dùng của cái quả sả đen này như sau. Về cái quả sả đen này thì các bạn chỉ cần cho đó là một nhúm khoảng 30g thôi. 30g quả sả đen. Đấy, sau các bạn pha vào cái ấm trà. Ấm trà nó rơi khoảng nó là 700 đến khoảng 1 lít nước. Đấy, các bạn cho vào đổ nước nóng vào, sau các bạn đợi khoảng 3 đến 5 phút. Vì cái quả này nó khô nên bên trong nó có thể là các bạn phải chờ khoảng lâu hơn là lá. Đấy, các bạn chờ khoảng 5 phút cho nó, các bạn để rót nước uống hàng ngày và thưởng thức của nó cực kỳ thơm. Đấy. Thì hiện tại nếu mà các bạn muốn pha vào những cái cốc hoặc là những cái ấm trà nhỏ ấy, những ấm trà nhỏ đấy, thì các bạn chỉ cần nó là 5g thôi nhé. 5g các bạn cho cái ấm trà như mình uống nước ấy. Nhưng các bạn nên, do là cái quả này nó rất là dễ trôi nên các bạn nên cho những ấm trà nào nó có cái túi lọc ấy, có cái cốc lọc ấy. Đấy, các bạn cho vào đó, nó khoảng 5g, sau đó các bạn rót nước vào, các bạn đợi cho các bạn khoảng 5 phút thì các bạn đó là uống thay uống trà. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng cái quả này để ngâm rượu các bạn nhé. Uống rượu sả đen thì rất là tốt và rất là thơm. Một cân này thì các bạn có thể là pha với khoảng 20 lít rượu, 15 đến 20 lít rượu, tùy theo các bạn muốn uống đậm uống nhạt. 15 đến 20 lít rượu các bạn pha với một cân này sả đen, các bạn nó nở ra cực kỳ nhiều các bạn ạ. Các bạn cứ cho khoảng cho mình khoảng 2 cái bình 20 lít này, các bạn này ngâm một cân này nở ra rất là ngon thơm. Các bạn có thể là đặt khoảng 3 tháng là các bạn có thể thưởng thức được cái rượu này thì rất là thơm. Đấy là mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái quả và để uống trà và cái
ngâm rượu bạn nhé. Thế thì các bạn đang có nhu cầu mua cái quả sa đen này đấy, thì hiện tại bên mình đang bán với giá là 250.000 một cân, cân quả khô bạn nhé, 250.000 cân quả khô đấy. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ với bên mình qua số hotline là 0976 836 586. Địa chỉ công ty ở bên mình là ở thôn Long Làng, xã Cao Dư, huyện Lương Sơn, tỉnh Hà Bình. Hoặc các bạn add Zalo với bên mình để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Đấy. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cái sản phẩm đó là cái quả sa đen khô bên mình. Các bạn hãy nhớ subscribe, đăng ký kênh đấy, và nhấn nút chuông bên phải để nhận nhiều video hơn nữa từ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.